Vậy là mình đây mình thấy cái chữ bài này là bài học thuyết, cho nên học thuyết là cái gì? Học thuyết đó là người ta tổng hợp những cái kiến thức của người xưa lại và người ta xem đó như là hiển nhiên đúng, và người ta viết lại thành một cái tư liệu, và đây là những cái tư liệu này, dùng những tư liệu này để làm căn cứ để người ta vận dụng trong các cái vấn đề, thì trong đó là có vấn đề của ngành y. Thì những cái học thuyết này về mục tiêu, về mục tiêu trong cái bài này thì chúng ta thấy là nó có ba mục tiêu. Thì trong ba mục tiêu này thì mình thấy là nó có mấy cái từ mà vàng vàng đó, thì chúng ta sẽ làm quen với những cái vấn đề. Thứ nhất là học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành. Thứ hai là các cái khái niệm về khí, huyết, tinh và tân dịch. Đó. Khí, huyết, tinh và tân dịch. Và thêm cái nữa đó là tạng phủ ở trong cơ thể con người. Và cái thứ ba là học thuyết kinh lạc. Vậy đây mình thấy nó có những cái khái niệm mới mà mình phải 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 làm quen và phải phân tích nó xem nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ phân tích tới mức độ là khái niệm nó là cái gì, nó có những cái quy luật nào và người ta vận dụng thế nào trong y học như thế nào. Đây, đây là những cái giống như cái mục tiêu hồi nãy, tức là cái nội dung của bài này nó gồm có bốn cái học thuyết và một cái những cái chất này. À. Thì chúng ta thấy là trong đây nó còn phân loại ra. Bây giờ cô phân loại nè. Nhất là tiên chúng ta có học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành thì chắc là tụi em cũng có nghe nói tới rồi. Ví dụ chúng ta học môn triết này kia đó, thì vậy là nó là cái hai cái học thuyết này nó thuộc về cái triết học cổ đại phương Đông. Rồi, vậy đã có từ rất là lâu đời và người ta xây dựng cái học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành để giải thích những cái hiện tượng ở trong tự nhiên. Và tất cả các cái ngành nghề, các cái trường phái khác nhau, gọi là trường phái đó, thì người ta có thể vận dụng âm dương hay ngũ hành để người ta thực hiện. Thì như vậy ngành y cũng lấy học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành để vận dụng trong cái điều trị bệnh. Cái vấn đề thứ hai đó là các cái vật chất để cấu tạo nên cơ thể, thì nó gồm có là khí, huyết, tinh và tân dịch. Thì cái này là nói về cơ thể con người theo y học cổ truyền. Thì trong cơ thể con người ta sẽ được cái thân thể con người đó, nó được cấu tạo bởi nhiều cái vật chất. Thì những vật chất mà chủ yếu để cấu tạo thì nó gồm có khí, có huyết, có tinh và có tân dịch. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem khí nó có những cái chức năng gì, rồi nó hoạt động như thế nào, và nếu mà nó bệnh, nó bị tổn thương á, nó gây bệnh thì nó sẽ có những dạng bệnh nào, và tương tự huyết tinh tân dịch cũng vậy. Và khi những cái vật chất này nó cấu tạo nên cơ thể thì nó tạo thành những cái cơ quan. Trong cơ thể mình sẽ có cái cơ quan là tạng phủ và kinh lạc. Thì tạng phủ là những cái cơ quan nó nằm trong ổ bụng hay là trong khoang ngực gì đó, thì nó sẽ là những cái cơ quan riêng biệt, thì người ta gọi nó là cái nhóm cơ quan tổ chức. Và một cái nhóm thì nó ở phía bên ngoài, ở trên thân thể mình á, rồi nó đi ra bên ngoài, nó là những cái dạng như là những cái đường, những cái mạch, những như một mạng lưới vậy đó, thì người ta gọi tên nó là kinh lạc. Thì cái kinh lạc này người ta không có nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng người ta nói là cái đây là những cái đường này nó để vận, để khí huyết tân dịch này nè, nó sẽ đi trong những cái đường đó để nó đi khắp nơi trong cơ thể, và nó là một cái hệ thống để mà đưa các cái thông tin nó đi dẫn truyền khắp nơi, nó làm cho cơ thể mình trở thành một cái khối thống nhất. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái khái niệm này. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về âm dương ngũ hành cho đến cái tân dịch, rồi sau đó buổi sau chúng ta sẽ học thêm tạng phủ và kinh lạc. Thì bây giờ mình nói về học thuyết âm dương ha. Đầu tiên sẽ nói cái khái niệm về âm dương. Thì chắc tụi em cũng biết rồi, chúng ta thấy là chữ âm dương là nó có hai cái từ mà nó nghĩa của nó ngược với nhau. Do đó ở đây người ta muốn nói âm dương nó là khái quát về hai cái thuộc tính đối lập nhau của một sự vật hay hiện tượng. Thì cái mình đưa ra một cái sự vật nào đó hay một hiện tượng nào đó thì lúc nào nó cũng có thể ở hai cái trạng thái đối ngược nhau. Ví dụ như chúng ta đưa ra đó là về nhiệt độ đi. Nói về nhiệt độ thì chúng ta sẽ có nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao.
hay là cụ thể mình nói là nóng và lạnh, à, lạnh và nóng, thì lạnh nó sẽ là âm và nóng nó sẽ là dương. À, chúng ta đưa ra một cái khái niệm khác, ví dụ như là về vị trí, thì vị trí nó sẽ có là cao hay thấp, trong hay ngoài. Thì chúng ta có là nếu mà cao nó sẽ là dương, mà thấp ở dưới nó sẽ là âm, và trong nó sẽ là âm và bên ngoài nó sẽ là dương. Thì tóm lại là với một cái hiện tượng hay là một sự vật thì nó có thể ở trạng thái âm hoặc là trạng thái dương. À, lúc nào nó cũng có hai thuộc tính nó lập nhau như vậy. Và ở đây thì người ta cũng có nhắc một vấn đề là cái thuộc tính này thì nó chỉ mang tính tương đối thôi. Tức là khi mình quy nó là thuộc âm hay là thuộc dương thì có khi nó không phải hoàn toàn lúc nào nó cũng như vậy. À, bởi vì nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khi mình so sánh như vậy đó thì mình lấy cái giới hạn nào để mình so sánh. Chẳng hạn như đang nói hồi nãy là lạnh và nóng đó, thì đáng lẽ là lạnh thuộc âm, nóng thuộc dương. Vậy ta hỏi là ví dụ như nước lạnh, nước lạnh là nước khoảng bình thường mình đang có là nước mát của mình á, là khoảng chừng 27, 28 độ, 29 gì đó, 29 độ gì đó, hai mấy độ thì nó là mát. Còn nếu mình nóng lên á thì nó là nước nóng, nước sôi 90, 100 độ. Thì nếu mà so sánh á thì cái nước mát của mình với nước nóng thì nước mát sẽ là âm mà nước nóng sẽ là dương. Nhưng mà giờ mình khi mình so với nước đá thì cái nước mát của mình nó sẽ ấm hơn. Cho nên là nếu mà lấy khoảng là nước khoảng so với nước đá thì nước đá sẽ là âm, bởi vì nó rất là lạnh, nó là 0 độ C. Còn cái nước mát thì nó sẽ ấm hơn, cho nên nó sẽ thuộc dương. Thành ra tùy theo cái giới hạn so sánh mà đôi khi nó có thể là âm, đôi khi nó có thể là dương. Thành ra trong dân gian mình cũng có câu là cái vấn đề ví dụ như hỏi xác định mình đang ở vị trí nào đó, thì người ta nói là ngó lên thì không bằng ai, mà ngó xuống thì cũng không có ai bằng mình á. Cho nên là hỏi là tốt hay là xấu thì hỏi được là hỏi là tốt hay xấu, hay là mạnh hay yếu, hay là giàu hay nghèo gì đó, thì đang hỏi là so sánh với đối tượng nào so sánh với ai mới biết được. Cái vấn đề thứ hai thì mà nói là do thuộc tính âm dương của sự vật mang tính tương đối, thì vì âm dương nó không thể tách rời ra hẳn. Ví dụ mình phân định là cái thuộc tính này là âm, thuộc tính kia là dương, và khi mình cắt nó ra làm đôi thì không thể nào mình có được một cái phần là âm không hay dương không. Mà ngay trong bản thân của một cái phân nửa vừa cắt ra đó thì bản thân nó tự chia ra là có phần âm và phần dương trong đó rồi. Cho nên là không thể nào ngắt nó ra được. Cho nên là người ta nói cái đó là cái điểm là trong âm dương nó cũng có âm dương luôn. Cho nên là không thể nào phân định nó hẳn hồi ra được. Cho nên nếu mà cắt nó ra thì nó có thể trở thành âm hoặc dương gì đó. Rồi, cái vấn đề đây chúng ta nhớ nó là mang tính tương đối thôi chứ nó không có tuyệt đối. Và nói về cái đặc tính của âm dương thì chúng ta thấy là âm dương người ta giới thiệu với mình là có 5 cái đặc tính. Thì 5 cái đặc tính này là nó hơi khó với tụi em, tại vì cái từ nó lạ cho nên là sẽ giải thích từ nha. Thứ nhất là từ giao cảm. Thì cái từ giao cảm này nó có chữ giao với chữ cảm. Thì chữ giao này có nghĩa là phải có sự giao kết với nhau. Vậy là phải có sự gặp nhau giữa âm và dương. Và chữ cảm này có nghĩa là cảm ứng. Và nếu mà là cảm ứng thì nó phải có phát huy ra một cái hiệu ứng nào đó. À, nó sẽ sinh ra một cái gì mới. Còn nếu mà không sinh gì mới có nghĩa là nó không cảm ứng được. Như vậy người ta nói là âm dương là hai cái trạng thái đối nghịch nhau, hai cái thuộc tính đối nghịch nhau. Nhưng mà thí dụ như nói là khí âm và khí dương ấy, tức là trong thế giới bình thường mình phía bên ngoài nè, trong không khí này kia đó, thì nó cũng có hai cái trạng thái là âm và dương, thì nó luôn luôn vận động. Và cái khuynh hướng của nó thì tại vì nó ngược nhau đó, cho nên có khi nó cũng khuynh hướng nó tìm nhau. Nhưng mà nó sẽ kết hợp được với nhau trong một cái điều kiện hết sức tốt đẹp. Trong cái điều kiện đó người ta gọi là trạng thái hòa. Tức nghĩa là với điều kiện về không gian, về thời gian, về mặt tình cảm hay là cái gì đó mà nó tốt đẹp, nó thuận lợi thì âm và dương nó mới kết hợp với nhau được. Còn nếu bình thường điều kiện không thuận lợi thì nó cứ di chuyển nhưng mà nó muốn kết hợp với nhau mà không kết hợp được. Thì khi mà âm và dương nó kết hợp được với nhau, nó giao cảm với nhau được rồi, thì nó sẽ sản sinh ra một cái sự vật hiện tượng mới. Như vậy thì thế giới vật chất sẽ được tái sinh, sẽ được sinh sản chứ. Sinh sản chứ không phải tái sinh nha, sẽ được sinh sản ra. Thì chúng ta biết là thế giới vật chất á, thì vật chất mà thuộc về sinh vật á, động vật, rồi cỏ, cây, rồi con người đó, thì nó phải tương theo một cái quy luật, đó là được sinh ra, cái vật lớn lên, trưởng thành, cái bây già đi, rồi chết.
thì bất kỳ sinh vật nào cũng vậy, thì nó chết sớm mới chết trễ thôi. Và nếu như mà âm dương nó không giao cảm thì không có sự vật mới xuất hiện được sinh ra, không có cái sinh vật mới được sinh ra thì cái sinh vật cũ nó sẽ chết đi và không có cái gì mới nữa, thì dần dần thế giới này sẽ dẫn đến triệt tiêu. Cho nên mình có một cái khái niệm đó là thí dụ như là về vấn đề về biến đổi khí hậu của trái đất đó, thì nếu mà chúng ta không có gìn giữ về vấn đề khí hậu, chúng ta để cho nó bị ô nhiễm vì điều kiện nó không có thuận lợi, thì dần dần nó sẽ dẫn đến tàn phá rồi chết chóc vân vân, và cái kết cục của nó là có thể dẫn tới tận thế. Còn nếu mà chúng ta giữ gìn cái môi trường thì cây cối nó được sinh sản ra, rồi động vật nó phong phú này kia đó, thì chúng ta giữ được cái cuộc sống bình thường này thì nó sẽ không có tận thế. À, nó như vậy. Tận thế thì theo cái nghĩa của âm dương đó là cái vấn đề giao cảm nó không thực hiện được. Cái trạng thái mà để tốt được để âm dương nó giao cảm nhau, người ta gọi là trạng thái hòa. Thì em nhớ được cái từ đó dùng cơm. Hòa ở đây có nghĩa là hòa thuận, hòa đồng, dễ chịu, dễ dàng, đó là hòa. À, đặc tính thứ hai của âm dương đó là đối lập chí ước. Thì cái đặc tính này mình dễ hiểu hơn nè. Đối lập có nghĩa là đối ngược nhau, âm là hướng dương, thì hai cái thuộc tính nó sẽ ngược với nhau. À, và chế ước có nghĩa là nó ức chế lẫn nhau. Chỉ vậy thì nếu mà nó ngược với nhau, đôi khi nó sẽ khắc chế nhau đó. Ví dụ như là cái một cái môi trường lạnh, mà chúng ta muốn khắc chế cái lạnh thì chúng ta sẽ để một cái lò sưởi thì nó sẽ bớt lạnh. Như vậy thì mình thấy là lấy nóng khắc chế lạnh. Hoặc là trong trường hợp nóng quá thì chúng ta sẽ dùng nước đá, thì chúng ta dùng cái máy lạnh hay gì đó chúng ta làm cho mát lại. Như vậy thì mặt này nó sẽ khắc chế mặt kia, là do nó đối lập cho nên nó ức chế lẫn nhau. À, tuy nhiên thì nó có cái vấn đề thế này, mặc dù nó ức chế nhau vậy nhưng mà nó lại có một cái đặc tính nữa, đó là hổ căn hổ dụng. Hổ căn, cái chữ hổ này á, nó là hỗ trợ, tương hổ. Và chữ căn có nghĩa là cái nguồn gốc để tạo ra sự vật, gốc rễ. Cái chữ dụng có nghĩa là cái công dụng, cái công năng, cái vấn đề thực hiện, cái tác dụng của nó. Cho nên hổ căn hổ dụng có nghĩa là mặt âm và mặt dương, cái phần âm và cái phần dương á, mặc dù nó cái thuộc tính của nó là đối ngược với nhau nhưng mà nó hỗ trợ cho nhau trong vấn đề về tồn tại và phát triển. Có âm thì mới sinh ra được dương, có dương thì âm nó mới tồn tại, còn nếu mà không có âm thì dương nó không được sinh ra. Vậy đó là hổ căn. Và hổ dụng thì mặt âm nó sẽ là tạo cái nền tảng giúp cho cái phần dương nó hoạt động. Thì dương, cái phần dương nó hoạt động, nó có thể hỗ trợ, nó giúp cho làm đưa về cái nó làm cho phần âm nó càng ngày càng lớn hơn. Thì mình là lấy một cái thí dụ đi, thí dụ như là hai vợ chồng đi, thì người vợ thì coi như là phần âm, người chồng coi như phần dương. Thì thường trong quy ước xã hội thì người vợ là người xây tổ ấm ở trong nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, quản lý tiền bạc gì đấy ha. Còn người chồng thì phải đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Như vậy thì hai cái trạng thái này nó ngược với nhau. Tuy nhiên là ông chồng ổng ra ngoài ổng kiếm tiền, ổng làm về thì ổng cũng phải được ăn, cho nên là ở nhà bà vợ có cơm nước này kia sẵn cho ổng, thì đã hỗ trợ cho ổng để ổng có được cái sức khỏe, ổng ra ngoài ổng làm. Và khi ổng làm được, ổng kiếm tiền được về thì ổng hỗ trợ bên ở trong, thì bà vợ bà cũng mới có tiền để mà bà nấu cơm nấu nước. Như vậy thì hai bên hỗ trợ lẫn nhau, mà có một bên bị suy yếu thì bên kia nó sẽ bị yếu theo. Thí dụ như giờ bà vợ bà bệnh, bà không có nấu cơm được, ông chồng ông cũng sức bất sang ben á, hoặc là không có bà vợ thì ông chồng ông phải kiếm bà khác chứ ở sống một mình không có được. Rồi, cái đặc tính thứ tư của học thuyết âm dương đó là tiêu trưởng bình hành. Đây, tiêu trưởng, cái chữ tiêu có nghĩa là bị tiêu hao, nó bị giảm bớt đi, mất mát đi. Thì chúng ta trong quá trình cuộc sống bình thường thì dưới tác động của yếu tố tự nhiên, yếu tố xã hội, thì tất cả những cái mặt hoạt động đều có thể được bị mất mát, bị hao hụt đi, hoặc là có thể được bổ sung để phát triển thêm, thì người ta gọi là tiêu dư trưởng. Tiêu dư trưởng, bây giờ lấy thí dụ nha. Thí dụ như là trong cái chu kỳ ngày đêm của con người, thì ban ngày có mặt trời mọc lên, nó sáng sủa, nóng ấm, thì nó thuộc dương. Và ban đêm thì nó sẽ tối tăm và nó lạnh lẽo, cho nên nó sẽ thuộc âm.
nhưng mà nó không có chuyển một cách đột ngột. Chúng ta thấy là ban ngày từ sáng tới trưa thì càng ngày nó càng nắng, càng nóng dần dần lên, như vậy thì dương trưởng âm tiêu. Còn từ trưa tới chiều á thì âm trưởng dương tiêu, tức là nó hai cái nó ngược với nhau như vậy đó, một cái trưởng một cái tiêu. Buổi tối thì cũng vậy, nửa đêm cho tới cái đầu hôm cho tới nửa đêm thì đó là âm trưởng dương tiêu. Còn từ nửa đêm cho tới gần sáng thì đó là dương trưởng âm tiêu, tức là nó xoay vòng 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 vậy, là nó lặp đi lặp lại thành chu kỳ. Thì mình có thể giải thích cái kiểu giống vậy, giống như là như vậy, mùa trong năm nè, như mùa trong năm nó cũng giải thích giống như vậy. Thì như vậy là một mặt trưởng một mặt tiêu, để nó làm cho cái vấn đề nó tạo nên cái sự vật nó thay đổi theo chu kỳ. Cái tiêu trưởng nó cũng có thể xảy ra theo cái sự phát triển cùng nhau, ví dụ như là cùng tiêu hay cùng trưởng. Thì cái này đang nói về một cái đời sống của một cái sinh vật. Thì thí dụ như con người được sinh ra, mới đầu tiên sinh ra đó, mình nhỏ xíu cũng có gì trơn á, cho nên là âm với dương nó đều yếu. Từ từ cái được nuôi, được cho bú, được cho ăn này kia đó, cái cho nên là mình lớn dần dần lên, thế là âm trưởng và dương nó cũng trưởng. Âm thì đang nói về hình thể con người, dương đang nói về cái chức năng hoạt động, là mạnh mẽ hơn rồi hoạt động được cái này kia. Thì mình trưởng thành cái tới mức nào đó, âm và dương nó trưởng tới một mức tối đa, bắt đầu nó sẽ ngưng lại và bắt đầu từ từ cái nó suy dần dần xuống. Thì quá trình đó là âm tiêu và dương cũng tiêu. Thì nó tiêu từ từ cho nên mình già dần dần, mình yếu dần dần đi ha, rồi xấu xí, còng lưng, da nhăn nheo. Thì bắt đầu là cái phần dương là thuộc về hoạt động tay chân nó kém nhanh nhẹn, rồi mắt rồi mờ, rồi tay thì ngẩn ngẽn, rồi đầu óc bắt đầu lú lẫn này kia đó. Rồi đó thuộc phần dương đó, nó cũng tiêu dần dần. Thì tiêu cho mức nào nó tiêu hết thì mình sẽ chết. Thì đó là cùng trưởng hay là cùng tiêu. Vậy tiêu trưởng là sự tiêu hao hoặc là được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của một sự vật vật chất. Và người ta nói là âm và dương mặc dù nó sẽ số lượng nó dao động do nó bị tiêu hay bị trưởng vậy đó, nhưng mà nó thường là nó nằm ở một mức cân bằng, tức là âm dương thường thường nó quân bình nhau. Thì mình lấy con mức là 50-50 á, thì như vậy thì nó thuộc về bình hành và nó nằm ở trong cái ngưỡng cho phép thì nó sẽ ổn định. Vì thí dụ như là bây giờ nói về huyết áp của con người đi, thì huyết áp là ví dụ như huyết áp cao hay là huyết áp bình thường, và mình nói ví dụ như 120/80 đó là huyết áp bình thường. Thì nếu mà nó nằm dao động ở cái mức mà vừa phải có thể cho phép, ví dụ như là khoảng từ trên dưới 100, trên dưới 15-20 mm thủy ngân nha, thì có thể cũng chấp nhận được. Ví dụ như là thay vì nó không phải là 120 mà là huyết áp tâm thu nó phải lên chút xíu là tới 130 thì vẫn là còn nằm trong mức bình thường, chứ nó chưa phải là bệnh lý. Tuy nhiên khi mà vấn đề tiêu trưởng của âm dương mà nó quá giới hạn, nó làm cho phá vỡ cái thế cân bằng thì nó không còn bình hành nữa, mà nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái khác. Là có thể âm nó chuyển thành dương, dương chuyển thành âm, hoặc là cái vật chất nó chuyển sang một cái trạng thái khác. Thì lúc đó huyết áp của mình nó lên trên 140 thì nó không còn gọi là cái người đó không huyết áp bình thường nữa, mà sẽ trở thành là bị cao huyết áp. Thì lúc đó là giống như là âm dương chuyển hóa, là nó sẽ chuyển sang trạng thái khác. Hoặc là ở một cái trạng thái mà ví dụ như phần âm nó phát triển hoài, người ta cứ được bổ sung hoài cho đến mức mà nó lấn át cả phần dương, thì đôi khi tới một cái mức độ nào đó, cái tự nhiên cái vật đó nó sẽ trở thành một cái hiện tượng khác, thì người ta gọi là vật cực tất phản. Có nghĩa là cứ bổ sung mãi một chế độ thì nó sẽ không có còn tồn tại giống như vậy nữa. Ví dụ ha, ví dụ chúng ta sẽ có là khi chúng ta học bài để thi á, thì cái điểm thi của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mình học bài. Đầu tư vào bài học nhiều thì thi được điểm cao, đầu tư vào bài thời gian học bài ít á, thì thi điểm thấp. Thì cái đó là cái giống như cái quy luật bình thường ở một cái người bình thường thôi, chứ không có nói người đặc biệt nha. Do đó chúng ta học bài nhiều thì thi điểm cao, nhưng mà tới cái ngày thi mà chúng ta cứ ngồi học hoài chúng ta cũng không có, tức là tập trung vô chỉ học thôi, không làm gì hết, không có vận động, không có nghỉ ngơi, không có cân bằng trong cái quá trình học tập với lại giải trí gì đó. Thì có khi sẽ đến một cái thời điểm nào đó chúng ta tự nhiên không còn nhớ gì nữa hết. Như vậy thì nó sẽ chuyển hóa rồi, nó gọi là đầu tư vào một mặt này thì cuối cùng quá mức thì nó sẽ nhận lại cái mặt ngược lại.
Đó là âm dương chuyển hóa. Vậy tóm lại thì đặc điểm của hoặc đặc tính của học thuyết âm dương thì mình sẽ có là thứ nhất là ông giao cảm nè, thứ hai là đối lập chế ước, thứ ba là hữu căn hữu dụng, thứ tư là tiêu chuẩn bình hành, thứ năm là chuyển hóa. Như vậy người ta vận dụng vào trong y học thì để làm gì? Người ta lấy các cái đặc tính này đưa vào thì người ta để giải thích kết cấu cơ thể nè, để giải thích chức năng sinh lý nè, các biến hóa về bệnh lý, để chẩn đoán, để phòng bệnh và trị bệnh. Cái biến hóa bệnh lý này chúng ta đang nói về cơ chế bệnh, có nghĩa là đối với âm dương thì khi bệnh thì nó sẽ là bệnh những kiểu nào đó. Thì bây giờ về kết cấu cơ thể thì nó đơn giản lắm, người ta cứ phân ở trong người thì xét về cái mặt nào đó thì người ta sẽ chia ra là nó thuộc âm hay thuộc dương. Vậy về vị trí thì người ta thấy nè, ví dụ như cái vị trí mà thuộc ở bên trong hay là ở trong bụng, ở cái phần bụng thì nó sẽ thuộc âm, nó ở bên ngoài hay là phần lưng thì nó sẽ thuộc dương. Rồi cứ vậy mà xét tới thôi. Rồi trong cơ thể mình có cái phần gọi là khí và huyết. Thì cái phần khí này nè, thường mình không sẽ nhìn, không nhìn thấy được bằng mắt thường, mà mình chỉ thấy được nó thực hiện ra cái công năng, chẳng hạn như là cái người đó nói chuyện là lưu loát, suy nghĩ là nhanh nhẹn, hoặc là tay chân vận động nhanh nhẹn, làm được cái chuyện gì đó, hoặc là cái cơ quan đó nó thực hiện được chức năng của nó, thì cái đó là gọi là khí, thì nó sẽ thuộc dương. Còn huyết thì nó là một cái chất lỏng mà mình nhìn thấy được, mà nó đi khắp nơi trong cơ thể để nó nuôi cơ thể, thì nó sẽ thuộc âm. Cái nào mà nhìn thấy được nó sẽ thuộc âm, cái nào mà không nhìn thấy được thì thường nó sẽ thuộc dương. Thì vậy cái nhóm mà tạng phủ là những cái cơ quan trong cơ thể mình có thể nhìn thấy được thì nó thuộc âm. Và cái nhóm là kinh lạc thì nó giống như những cái mạng lưới đi trong cơ thể đó, mình không nhìn thấy được. Và khí huyết nó vận hành trong đây nè thì nó sẽ thuộc dương. Và âm và dương thì nó mang tính tương đối thôi, cho nên nếu mình xét riêng về phần tạng phủ không thì nó cũng phân ra là tạng và phủ. Thì tạng nó sẽ là dương, phủ nó sẽ là âm. Tạng và phủ là cái gì thì chừng nào qua bài học thuyết tạng phủ chúng ta sẽ nói kỹ hơn ha, hoặc là chút xíu nữa chúng ta cũng có thể gặp lại. À, đối với kinh lạc thì nó có chia kinh âm và kinh dương, thì đó thì nó cũng tách ra làm hai là phần âm và phần dương. Vậy kết cấu cơ thể thì nói về âm dương thì chỉ phân ra âm dương vậy thôi. Cái thuộc âm, cái thuộc dương. Còn nói về chức năng sinh lý thì người ta đang nói về cái hướng vận động của cái khí trong cơ thể, là nó sẽ sinh ra cái lực, nó tạo theo cái chiều hướng nào. Thì mỗi cơ quan nó sẽ có một cái hoạt động riêng, nhưng mà bây giờ người ta nói những cái hoạt động nào mà nó thúc đẩy, nó đưa lên trên hay đưa ra ngoài thì nó sẽ thuộc dương, gọi là thăng và sức. Còn những hoạt động nào mà đẩy vô trong và nó đẩy xuống dưới, đẩy vô trong là nhập nè, đẩy xuống dưới là giáng, thì nó sẽ thuộc âm. Vậy thôi. Và người ta chỉ xét theo bốn chiều hướng đó, biến lên ra gọi là dương, xuống vô là âm. Okay. Bây giờ người ta dùng cái học thuyết âm dương để giải thích bệnh lý biến hóa trong cơ thể con người. Thì bây giờ cái bệnh người ta biết là đầu tiên á, chúng ta phải có cái định nghĩa thế này, tức là trong cơ thể con người thì âm dương nó luôn phải quân bình, mà nếu mà âm dương nó mất quân bình á thì mình sẽ bị bệnh. Rồi như vậy thì hỏi là âm dương mất quân bình thì mất theo kiểu nào, tại sao nó mất quân bình như vậy? Thì chúng ta sẽ có đầu tiên cái khái niệm là mất quân bình theo cái kiểu là được bổ sung vô, thì người ta gọi là âm dương thiên thắng. Thắng là thắng thế nhiều hơn. Bình thường ví dụ như âm dương mỗi thứ là 50%, bây giờ phần âm nó được bổ sung nhiều quá cho nên âm nó nhiều hơn 50%, ở cái mức nó phá vỡ thế cân bằng thì lúc đó là âm thắng. Còn nếu như mà dương nó bổ sung nhiều quá thì sẽ trở thành dương thắng. Thì bây giờ cái thắng này á, thì trong cơ thể mình phần âm và phần dương nó đang tồn tại, thì bây giờ nó được sự bổ sung thì cái nguồn bổ sung nó từ một cái môi trường bên ngoài. Thí dụ như mình ra ngoài trời cái mình gặp thời tiết khí hậu lạnh, thì cái lạnh này nó xâm nhập vào cơ thể mình, nó làm cho phần âm nó thịnh hành lên, thì lúc đó là âm thắng. Còn thí dụ như mình gặp trời nắng hoặc trời nóng thì cái nhiệt nó sẽ xâm phạm vào, thì lúc đó phần dương nó sẽ phát triển dữ dội hơn bình thường, thì lúc đó sẽ là dương thắng. Như vậy cái mà không phải từ cơ thể mình sinh ra mà nó bị xâm nhập bởi ở bên ngoài và vào trong cơ thể thì người ta gọi nó là tà khí. Mà thường thường cái chữ tà khí này á, là như cái tà là quan điểm mà nó không tốt rồi, cho nên tà khí là những cái phần khí gây bệnh mà nó tấn công vào cơ thể mình, nó làm cho rối loạn thăng bằng âm dương, thì cái bệnh lúc này nó bị cơ chế của bệnh của nó là do nó nhiều hơn so với bình thường, nên người ta gọi nó là thuộc về tính âm dương thiên thắng.
Và đối ngược với cái khái niệm về tà khí á, thì chúng ta có một cái khái niệm đó là chính khí ở trong cơ thể mình á. Thì do mình tập luyện, mình ăn uống, mình tích lũy gì đó trong cơ thể mình tạo được một cái sức khỏe. Thì trong sức khỏe của mình đó, người ta gọi đó là chính khí. Thì cái chính khí này nó cũng chia ra là có âm khí và dương khí. Thì cái thằng chính khí này nè, nó giúp cho mình hoạt động được. Cho nên nếu như mà nếu mình không có cung cấp đủ cái nguồn năng lượng để nó tạo ra cái khí trong cơ thể, hoặc là mình xài nhiều hơn so với cái phần cung cấp, thì nó bị hao hụt rất là nhiều, thì nó sẽ mất mát đi. Thì mất mát đi thì nó sẽ bị tổn thương theo cái kiểu là thiên suy. Như vậy ở đây hai khái niệm là thiên thắng và thiên suy, là được bổ sung vô nhiều hay bị mất mát đi nhiều. Mà mất mát thì chỉ có chính khí mất mát thì mới bệnh, còn bổ sung thì chỉ có tà khí bổ sung vô thì nó không có lợi cho cơ thể, thì lúc đó nó mới bệnh. Cho nên mình có hai khái niệm, mà nếu mà thiên thắng là do tà khí nó xâm nhập, và thiên suy là do chính khí nó bị suy yếu. Rồi bây giờ tà khí thì nó cũng có phân ra âm và dương, tức là âm tà với dương tà. Chính khí nó cũng có âm khí và dương khí. Vậy đó, cuối cùng gây bệnh á, thì theo cái kiểu là thiên thắng hay thiên suy thì nó sẽ có bốn dạng bệnh. Một là âm thắng, hai là dương thắng. Còn nếu suy á, thì đó là âm hư hay là dương hư. Thì cuối cùng về cái cơ chế bệnh theo âm dương, chúng ta có bốn cơ chế thế này. Bốn cơ chế này chúng ta sẽ có bốn cái loại triệu chứng khác nhau, bốn cái nhóm triệu chứng khác nhau. Và khi mình phân biệt được rồi á, thì mình sẽ có bốn phương pháp điều trị khác nhau. Như vậy thì nhiệm vụ của tụi em là sẽ tìm trong giáo trình xem là các biểu hiện lâm sàng của âm thắng, dương thắng, âm hư hay dương hư nó sẽ biểu hiện như thế nào, cố gắng phân biệt nó ra. Và chắc chắn là cái này trong cái ngân hàng câu hỏi là có. Và khi cho câu hỏi thi thì thế nào cũng lựa được vài câu ở trong đây. Cho nên phần này là cái phần gợi ý cho tụi em về tự đọc bài ha. Gọi là bài tập về nhà, nhưng mà bài này tự làm, không có bắt nộp. Cho nên bài nào nộp thì cô sẽ nhắc sao. Vậy chúng ta nói về vấn đề về chẩn đoán. Chẩn đoán trong y học cổ truyền á, thì giờ mình nếu muốn chẩn đoán thì mình phải có khám phát hiện triệu chứng và gơ cái triệu chứng đó lại để mình chẩn đoán. Thì cái triệu chứng trong y học cổ truyền, khi mà khám á, người ta sẽ dùng các cái phương tiện về nghe nhìn này kia đó để người ta khám á. Thì thí dụ như lúc mình nhìn á, nhìn vô thì mình phát hiện ra những cái màu sắc ở trên cái người bệnh. Ví dụ như nhìn vô sắc mặt nè, nhìn vô về sắc niêm, hoặc là nhìn vô vết thương vân vân, thì thể hiện những cái màu. Thì cái màu nào mà nó gam là gam màu nóng á, thì nó thuộc dương. Rồi cái gam màu tối, gam màu mát á, thì nó sẽ thuộc âm ha. Thì nhìn thấy miếng xanh hay trắng hay đen gì đó thì nó sẽ là âm. Bây giờ cái tiếng mà mình nghe được từ bệnh nhân, ví dụ như tiếng ho, tiếng nấc cục, tiếng nói, thì tiếng thở vân vân, thì miếng nó cao nó to thì thuộc dương, còn nó nhỏ nó thấp nó yếu ớt thì nó sẽ thuộc âm. Vấn đề về bệnh nhân có nóng hay có lạnh hay không, thì nếu bệnh nhân nóng thì là thuộc dương, bệnh nhân lạnh thì sẽ thuộc âm. Vấn đề về cái vận động của bệnh nhân, cái người bệnh mà vận động thì mình thấy là nếu mà thuộc về trạng thái động, ví dụ lăn lộn rồi bần lên ngồi xuống, là đi tới đi lui hay là chạy tứ tung gì đó, thì co giật thì đó là động. Còn nếu mà nằm im ru, quay mặt với tường, không chịu nói, không chịu tiếp xúc gì với ai hết, thì đó là tỉnh. Thì động sẽ là dương, tỉnh sẽ là âm. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái khái niệm về chẩn đoán thi học cổ truyền, đây người ta gọi là chẩn đoán bát cương. Bát cương là 8 cái cương lĩnh để chẩn đoán, thì trong đó nó chia thành 4 cặp. Thì mỗi một cặp nó có hai trạng thái đối ngược với nhau. Thì cái cặp đầu tiên là biểu và lý. Thì ở đây nó là cái từ thì nó lạ với tụi em, cho nên tụi em chịu khó là cập nhật dùm, cập nhật vô cái bộ nhớ của mình á. Biểu là đang nói về cái bệnh ở phía bên ngoài, còn lý là cái vị trí bệnh nó nằm ở phía bên trong. Cho nên ở đây là nếu mà nói về biểu và lý thì đang hỏi là vị trí bệnh ở bên ngoài hay ở bên trong. Và phải chọn ra từ các triệu chứng mình có được, những triệu chứng này nè, những triệu chứng này hoặc là thêm nữa, thì người ta phải xác định xem là bây giờ vị trí bệnh này đang ở bên ngoài hay ở bên trong. Mà nếu mà ở bên ngoài thì sẽ thuộc dương, ở bên trong thì sẽ thuộc âm. Cho nên lý là thuộc âm. Cái cặp thứ hai mà mình, cái cặp cương lĩnh thứ hai mình phải phân biệt được, đó là hàn và nhiệt nè. Thì vậy hỏi sau khi khám bệnh xong phải xác định được bệnh nhân này thuộc hàn hay thuộc nhiệt. Nếu nó thuộc hàn thì sẽ tự là âm, còn nếu thuộc nhiệt thì sẽ thuộc dương.
Một cái cặp thứ ba đó là thực và hư. Thực ở đây có nghĩa là bệnh cấp tính, bệnh dữ dội, bệnh mới mắc phải, cần phải xử lý liền. Còn bệnh là hư á, tức là do suy nhược cơ thể gây ra. Triệu chứng thì không có dữ lắm, triệu chứng nó thường thường nó âm ỉ, nó kéo dài. Như vậy thì thực nó sẽ thuộc dương và hư nó sẽ thuộc âm. Tóm lại là trong chẩn phát hiện triệu chứng hay là gom lại chẩn đoán theo bát cương thì nó đều có phân ra nhà dương nhà âm. Thì nói về bát cương thì nói thẳng luôn là chúng ta mới có ở đây mới có ba cặp thôi, biểu hay lý, hàn hay nhiệt, hư hay thực. Thì chúng ta còn một cặp nữa là âm hay dương. Thì bây giờ nó gom lại biểu với thực với nhiệt thì nó thuộc dương, còn lý hay hàn hay hư thì nó thuộc âm. Cho nên là mình có sau đó mình xác định luôn là bệnh này thuộc âm hay thuộc dương. Đó là chẩn đoán. Rồi, trong phòng bệnh và điều trị bệnh thì phòng bệnh là người ta dùng cái phương pháp dưỡng sinh để người ta làm sao cho âm dương nó giữ được cân bằng, nó không có bị biến đổi mà chênh lệch phá vỡ mất cân bằng để người ta đừng có bị bệnh. Đó là các phương pháp dưỡng sinh. Thì dưỡng sinh thì nó bao gồm có ăn uống nè, rồi thư giãn nghỉ ngơi nè, rồi tâm niệm ở trong cái đầu óc nè, với lại về tập luyện, nó có nhiều có mảng gì vậy. Còn về nguyên tắc điều trị thì rõ ràng mình thấy bệnh mà do theo học thuyết âm dương á, thì con người bị bệnh là do âm dương nó mất quân bình, cho nên cái nguyên tắc là mình phải điều chỉnh cái thăng bằng âm dương này. Đó là nguyên tắc chung thôi. Thì điều chỉnh bằng cách nào? Nếu mà nó thiếu thì mình bổ sung vô, mà nếu nó thừa thì mình loại bỏ bớt. Cho nên bổ sung cái phần thiếu hụt mà trừ bỏ cái phần dư thừa, để cho âm dương nó phục hồi và nó làm cho âm bình dương mật. Tức là âm bình dương mật ở đây có nghĩa là âm dương nó bình là bình hành với nhau, tức là mức độ nó cân bằng với nhau ở cái mức độ cho phép, và nó có thể gắn kết được với nhau, nó gắn kết chặt chẽ với nhau. Chứ nếu mà hai phần đó thế của nó cân bằng nhưng mà nó mỗi phần nó nằm ở một vị trí khác nhau, nó không có sự liên hệ với nhau, không có hỗ căn hỗ dụng với nhau thì cũng không có hoạt động được, cái người đó cũng không hoạt động được. Đây, trong trị bệnh thì người ta còn dùng thuốc để người ta điều trị. Thì đối với thuốc người ta sẽ dựa vào các đặc điểm của thuốc ấy. Cái phần này là khí vị thanh nhắn phù trầm thì em sẽ được giải thích rõ trong cái bài thuốc cổ truyền. Thì người ta sẽ căn cứ vào những cái tính chất của thuốc mà chia ra là có thuốc là thuộc về âm, có thuốc là thuộc về dương để người ta điều trị. Vậy thôi, đó là thuốc. Thì vậy là xong cái khái niệm về học thuyết âm dương đó. Thì không biết là có bạn nào có muốn trao đổi cái gì thêm với cô hay không? Dạ, em vừa nghe cô. Vậy cô nói tiếp về học thuyết ngữ hành ha. Dạ. Cái học thuyết ngữ hành thì nó bổ sung thêm cho học thuyết âm dương. Tại vì chỉ nói âm dương thì nó chung chung quá, nó chỉ phân định ra là mặt âm mặt dương của sự vật hiện tượng thôi. Thì người ta thấy là trong cái vũ trụ nè, trong thế giới vật chất á, nó có nhiều vật chất, nên người ta mới thấy là người ta lựa ra, người ta mượn chứ không phải người ta lựa, người ta mượn 5 cái loại vật chất tiêu biểu để người ta đại diện cho tất cả các loại vật chất khác. Thì ta gom nó, ta chia làm 5 nhóm. Thì trong đó, 5 nhóm đó thì nó gồm có là mộc, hỏa, thổ, kim và thủy. Thì người ta thấy ví dụ như kim là giống như kim loại vậy đó, những cái gì mà cứng, sắc bén, và nó hay thường nó nằm sâu ở trong lòng đất, thì người ta quy nó về kim. Tức là những cái vật chất nào mà nó có tính giống giống như vậy thì nó thuộc về kim. Thì tương tự như vậy nó có loại thuộc về thủy là chất lỏng nè, mộc là giống như là gỗ là cây, có tính là thứ gì nó cứ phát lên trên, nó mọc lên, nó theo hướng mặt trời nó đi lên, nó phát tán rất là mạnh. Hỏa thì nó nóng, nó bốc lên và nó có thể gây nóng bức. Và thổ thì nó là giống như đất cát sỏi gì đó mà trên đó người ta có thể trồng trọt được những cái ngũ cốc để người ta thu hoạch được. Thì người ta quy về nó có 5 cái nhóm vật chất như vậy. Vậy tức là trong ngũ hành thì có là kim thủy mộc hỏa thổ, thì không phải chỉ về cái loại vật chất mà là đang mượn tên của những cái vật chất đó để chỉ chia cái thế giới ra thành cái thế giới vật chất ra thành 5 cái nhóm vật chất.
Như vậy thì năm cái nhóm vật chất đó nó sẽ có mối quan hệ với nhau và theo các quy luật gồm có tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ và mẫu tử tương cập. Cái chữ tương này có nghĩa là quan hệ ha. Rồi. Trong điều kiện bình thường á thì sẽ có quan hệ tương sinh và tương khắc. Thì tại sao phải có quan hệ tương sinh và tương khắc? Thì mình biết là nếu mà chia vật chất ra thành năm nhóm thì năm cái nhóm này nó phải có một cái yêu cầu là nó phát triển cân bằng với nhau, chứ không thể nào có một cái loại vật chất mà nó phát triển quá mức nhiều hơn cái loại vật chất khác, mà cũng không để cho nó bị các loại vật chất khác nó lấn át hay là nó bị nhỏ hẹp lại, nó yếu ớt hơn, thì để thế giới nó mới cân bằng. Như vậy phải có tương sinh và tương khắc. Thì tương sinh có nghĩa là một cái vật chất này nó sẽ hỗ trợ sinh ra một cái vật chất khác. Và tương khắc là vật chất này nó sẽ khắc chế vật chất khác. Như vậy người ta sẽ phát biểu như thế này. Mỗi một cái hành, một cái vật chất thế này, ví dụ như đây là hành, này là hành thủy nè. Thì nó là một cái loại vật chất đó, một hành. Mỗi một hành thì được một hành khác sinh ra và bản thân nó sẽ sinh ra một cái hành khác. Ví dụ kim này nó sẽ sinh thủy và thủy nó sẽ sinh mộc. Tương tự như vậy, bất cứ hành nào nó cũng có được một cái hành khác sinh ra nó và nó sẽ sinh ra một cái hành khác nữa. Thì cái mà sinh ra nó đó thì gọi là mẹ của nó, còn cái mà nó sinh ra thì gọi là con của nó. Cho nên chúng ta có mối quan hệ là mẫu và tử. Mẫu là cái sinh ra và tử là cái được sinh ra. Vậy xét về mối quan hệ giữa kim với thủy thì kim sẽ là mẹ của thủy, thủy sẽ là con của kim. Xét về mối quan hệ giữa quả và thổ thì chúng ta sẽ có quả là mẫu của thổ và thổ là tử của mẫu, tử của quả. Cứ vậy mà làm tới nha. Rồi. Như vậy thì bản thân của một cái loại vật chất này nè, nó sẽ được cung cấp và nâng đỡ mỗi lần bởi một loại vật chất khác, cho nên là nó cũng có sự tồn tại và phát triển. Rồi bản thân của nó phải có nhiệm vụ là nó phải nâng đỡ cho một cái loại khác. Thì cái quá trình tương sinh này nó sẽ giúp cho các loại vật chất này phát triển ở mức đồng đều với nhau. Okay. Và bây giờ để cho tránh một cái loại vật chất nào đó nó phát triển quá mức bình thường thì nó sẽ có một cái hành, một cái vật chất khác nữa nó trông coi, nó kiểm soát, thì ta gọi là tương khắc. Đây là tương khắc thì nó sẽ thể hiện ở trên cái sơ đồ này theo cái chiều, cái đường đứt khúc này nè, theo hình mũi tên, theo hình mũi sao đó. Thì thí dụ như là đây là hành kim thì nhiệm vụ nó sẽ trông coi và cắt chế hành mộc, nó không để cái hành mộc này phát triển một cách quá mức. Hành mộc thì nó sẽ khắc chế hành thổ, và tương tự như mình có thổ khắc thủy, thủy khắc quả và quả khắc kim. Như vậy thì đối với tương khắc thì mỗi một hành nó sẽ có một cái hành nào đó khắc nó, và bản thân nó sẽ đi khắc chế một hành khác. Rồi, như vậy trong điều kiện bình thường, tương sinh và tương khắc giữa các hành nó giúp cho mỗi cái hành đều được phát triển ở một cái mức nhất định và kiểm soát, không để cho nó phát triển vượt mức bình thường. Thì vậy thì với điều kiện này thì các cái hành nó sẽ phát triển cân đối với nhau, thì thế giới này sẽ tồn tại hài hòa với nhau. Tuy nhiên với những điều kiện khắc nghiệt thì có thể những cái điều kiện phát triển của những cái hành này nè, có khi là nó sẽ được thuận lợi, nó phát triển mạnh hơn. Rồi nó bị không thuận lợi thì nó sẽ bị yếu ớt. Thì lúc đó nó sẽ sinh ra cái quan hệ bất thường. Thì đây bất thường nó sẽ là tương thừa, tương vũ, là mẫu tử tương cập. Thành ra hai cái đầu á, là trong sinh lý bình thường, trong điều kiện bình thường. Còn ba cái sau này, ba cái quy luật phía sau là ba quy luật trong điều kiện bất thường. Thì bây giờ đầu tiên cái tương thừa, tương vũ nó sẽ phát triển từ cái mặt tương khắc. Nếu như mà khắc chế mạnh hơn bình thường thì đó là tương thừa. Như vậy ở đây thủy nó sẽ khắc hỏa. Như vậy nếu mà thủy nó nhiều quá, thủy nó mạnh quá thì quả nó chịu không nổi, quả nó sẽ tắt, nó sẽ yếu đi. Do đó nếu mà lửa cháy thì người ta sẽ lấy nước, người ta dập tắt lửa. Rồi. Tương tự như vậy thì khi mà quả nó sẽ khắc kim, tức là khi kim loại này nè, người ta nói nếu mà quả này nó mạnh quá, nó áp đảo kim loại thì kim loại nó bị tan chảy ra, không còn tồn tại ở cái kỳ cũ nữa. Thì là đó là tương khắc, là tương thừa. Thì là tương thừa là khắc quá mạnh so với bình thường. Nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại, đáng lẽ là ở đây mình có thủy khắc quả nè, nhưng mà bây giờ nếu mà thủy này nó yếu quá đi, ít quá, nó không có khắc được quả,
mà quả này đang phát triển dữ dội, lửa nó cháy tràn lan, thì đôi khi á, là nước không dập tắt được lửa, mà lửa này nó làm cho nước bốc hơi khô héo luôn, mất tiêu luôn. Vì đó người ta nói là hỏa nó vũ ngược lại thủy, gọi là hỏa phản vũ thủy ha. Vậy tóm lại là chúng ta sẽ có tương thừa và tương vũ, nó được phát triển trên cái nền tảng của tương khắc. Và nếu như khắc mạnh hơn bình thường là tương thừa, còn nếu bị phản khắc ngược lại thì nó sẽ là tương vũ. Và nhiệm vụ của mấy em là chúng ta đi xác định xem là mỗi một hành thì nó cái chiều hướng của tương thừa, tương vũ, tương sinh, tương khắc là như thế nào. Rồi bây giờ nói với mẫu tử tương cập thì đang phát triển trên quy luật tương sinh. Thì bình thường nó được sinh ra bởi một hành và nó sẽ sinh một hành khác đó. Thì bây giờ mẫu tử tương cập là nó có hai tình huống. Tình huống thứ nhất á, là mẫu, ví dụ ở đây kim nè. Kim là mẹ của thủy. Bây giờ kim nó không phát triển nổi, kim nó bị yếu ớt, nó bị suy nhược, nó sẽ không sinh được thủy. Do đó cái hậu quả dẫn tới là thủy nó sẽ suy. Tại vì mẹ mình yếu, mẹ mình không nuôi được mình thì mình sẽ suy theo. Cho nên cuối cùng là mẫu tử cùng suy, hay là kim thủy nó cùng suy luôn. Rồi. Đó là một cái cách, một cái hướng. Cái hướng thứ hai á, là thí dụ như là thủy nó sinh mộc. Thủy sinh mộc. Bây giờ mộc nó phát triển quá mức đi. Khi mà nó phát triển quá mức, nó cần cái nguồn cung cấp năng lượng từ thủy để nó phát triển. Do đó nếu mà đây là thủy và mộc nha, thì thủy là mẹ, mộc là con. Thì nếu mà mộc nó phát triển quá mức, tức là tử mà nó phát triển quá mức, thì mẹ nó sẽ suy, tại vì mẹ nuôi không nổi. Con nó hoạt động mạnh quá, mẹ nuôi không nổi, mẹ suy. Mà mẹ suy, mẹ mới hết nguồn năng lượng cung cấp cho con, thì từ từ cái con nó suy theo. Thì kết quả cuối cùng thì mẹ con cũng suy hết. Cho nên nếu mà con hoạt động mạnh quá thì dẫn tới cuối cùng là mẹ suy và con cũng suy. Còn mẹ mà suy thì con nó sẽ suy theo, cuối cùng thì mẹ con cùng suy. Cho nên cuối cùng trong mẫu tử tương cập này, cái hậu quả tới cuối cùng vẫn là mẫu tử cùng suy hết, tức là theo quy luật tương sinh mà có hoạt động cái quá mức thì sẽ dẫn đến là mẹ con đều suy. Để kiểm tra xem là chúng ta đã có hình dung được tương sinh là như thế nào, tương khắc là như thế nào, thì chúng ta sẽ làm cái bài tập này. Cái bài tập này thì đang nói về cái mối quan hệ giữa một hành với bốn hành còn lại. Chúng ta biết là bình thường ở một hành á, thì nó sẽ có được một hành khác sinh ra nó. Nó sinh ra một cái hành khác, một cái hành khác nó, và nó khác một cái hành nữa. Cho nên bốn hành còn lại đều có quan hệ với nó. Thì ở đây thí dụ như đang lấy hành mộc là cái hành để mình chúng ta xét. Thì như vậy thì hành nào sẽ sinh ra mộc và hành nào sẽ được mộc sinh ra. Ở chỗ này hành nào sẽ khắc hành mộc, và ở vị trí chỗ này sẽ là mộc sẽ khắc hành nào. Thì tụi em tự làm cái bài tập thế này, tự viết ra đi rồi làm bài tập. Làm xong cái này thì chúng ta sẽ thay thế chữ mộc thành một cái chữ khác. Và chúng ta sẽ làm 5 lần như vậy với 5 cái hành. Và nếu mà chúng ta không có nhìn đâu hết, chúng ta không cần nhìn vào cái sơ đồ vòng tròn hồi nãy đó, mà chúng ta tự viết được, coi như là chúng ta đã hiểu bài. Nha, cho nên đây là cái cách để chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã hiểu bài chưa, đã thuộc bài hay chưa. Thì đây là cái bài tập về tự làm. Vậy. Bây giờ vấn đề là vận dụng học thuyết ngũ hành vào trong y học. Ta vận dụng giống học thuyết âm dương vậy đó, nó cũng để giải thích thì cái quan hệ trong cơ thể con người, sự phát triển của bệnh lý vân vân. Thì nó có các cái yếu tố, cái vấn đề mà chúng ta vận dụng đây. Thì cái đầu tiên là vận dụng quan hệ, mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ thể giữa con người với tự nhiên. Thì đây là mối quan hệ đây, cái bảng này thì trong cái giáo trình mình có nè. Thì trong cái cơ thể con người, người ta cũng quy các bộ phận theo thuộc năm nhóm, theo năm cái hành. Vậy đây chúng ta có ngũ hành là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Thì trong cơ thể của người ta sẽ xếp các cái cơ quan là gồm có tạng, có phủ, có ngũ quan, có ngũ thể, ngũ trí, ngũ thanh gì đó, thì xếp vào nó thuộc hành mộc. Nên nguyên một cái hệ là mộc gồm có can, đởm, mắt, rồi cân, rồi nội, rồi hét. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có các cái bộ phận bị chia ra là năm nhóm hết. Thì trong năm nhóm này bây giờ ở đây thì chỉ cần có giải thích cái từ thôi. Ví dụ như là từ can. Can
hay tâm hay tỳ hay phế hay thận, đó là những cái cơ quan ở trong cơ thể con người, và hỏi nó tương ứng với gì bên y học hiện đại thì người ta sẽ nói là nó na ná gần giống như vậy thôi, chứ nó không có giống thịt. Thì chỉ can này nó gần gần giống như là gan đối với y học hiện đại ha. À, nhưng mà không thể nào mình nói nó là gan được, bởi vì cái chức năng nó khác. Tương tự như vậy, tâm thì nó giống giống như tim, nhưng mà nó không phải là tim. Tỳ thì nó là cái nhóm nào trong cơ quan tiêu hóa đó không biết, nó giúp nó tiêu hóa thức ăn. À, phế thì giống giống như phổi, và thận thì nó cũng giống giống như thận của y học hiện đại, chứ nó không có giống thịt. Phủ này là những cái cơ quan mà nó là những cái ống rỗng á, thì chúng ta sẽ có đởm là cái túi mật, thì nó được xếp vào cái nhóm này, bởi vì nó quan hệ mật thiết với tạng can. Là tiểu, nó cái này là tiểu trường. Tiểu trường là ruột non, thì nó lại có quan hệ với tâm, thì nó thuộc hành quả. À, vị là giống như dạ dày, tương tự như dạ dày, cái đều xếp vào nhóm này. Đại trường thì tương tự như ruột già, còn bàng quang thì tương tự như bàng quang. À, về ngũ quan thì có mắt, mũi, miệng, lưỡi, tai, lỗ tai nè, thì cái này dễ à. Ngũ thể là đang nói về cái thể chất của con người ở bên ngoài cơ thể. Thì người ta có cân. À, cân, cái khái niệm cân này là giống như gân cơ vậy đó, nó nằm ở mấy cái đầu xương và nó nối liền các khớp với nhau. Mạch là nơi là giống như mạch máu. Nhục là cơ, bì là da và cốt và xương. Rồi. À, vậy đây là ngũ chí. Chí là tình chí, là cái loại tình cảm. Thì có nộ là giận dữ nè, hỉ là vui, tư này là suy nghĩ nè, bi là buồn, khủng là đang khủng hoảng, đang sợ sệt. À, và về ngũ thanh thì nó cũng thể hiện ra là ví dụ như là có hét, có cười, có hét, có khóc, có rên gì đó, thì nó cũng tương ứng với ngũ hành. Tóm lại là tất cả các bộ phận trong cơ thể của người ta nó đều xếp vào chia làm năm nhóm, giống như là các vật chất bên ngoài vũ trụ vậy đó. Rồi, thì tương ứng như vậy thì giữa con người với tự nhiên, thì đối với trong tự nhiên á, thì mộc hỏa thổ kim thủy nó cũng tương ứng với các cái bộ phận như vậy. Cái này thì trong cái bản giáo trình có rồi, cho nên cô cũng không nói nữa. Thì người ta mới liên hệ là lại lấy cái ngũ hành này làm cái mối liên, cái giống như cầu nối. Thì vậy mà nãy mình thấy bên trong á, là cái nhóm này nó có can, có đởm, có cân, có giận dữ gì đấy ha. Thì liên quan đến bên ngoài, thì qua cái cầu nối của cái mộc này, thì bên ngoài nó có phương đông, có mùa xuân này kia đó, thì những cái bộ phận này nó liên hệ với nhau cùng một nhóm. Như vậy thì những cái ví dụ như ở bên trong cơ thể, bệnh của can nó thuộc mộc thì thường có thể nó hay xuất phát vào mùa đông. À, xin lỗi, ở thường thường liên quan tới phương đông, liên quan tới mùa xuân, liên quan đến quá trình giai đoạn sinh, giai đoạn sinh trưởng đó, giai đoạn sinh vân vân. À, đối với khí hậu thì liên quan tới cái khí và phong, màu xanh rồi vị chua, thì những cái đó nó liên quan với nhau. Thì những cái phần này là phải học thuộc lòng thôi. Rồi, như vậy thì bây giờ đang nói ứng dụng cái học thuyết ngũ hành để nói về quá trình phát sinh và phát triển của bệnh lý. Thì bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ có trong cơ thể nè, ứng vào thì chúng ta sẽ có đây là hành, này là hành quả nè. Hành quả thì liên quan tới tâm. Hành quả liên quan tới tâm, cho nên người ta hay gọi tên là tâm quả. Ở đây là tỳ thổ, phế kim, thận thủy và can mộc. Thì theo quy luật tương sinh là vòng ngoài, tương khắc là vòng trong. Thì chúng ta gắn thêm cái tên của cái cơ quan trong cơ thể nữa. Thì tương ứng như vậy thì chúng ta cũng sẽ có là thay vì quả sinh thổ, thì bây giờ là vậy, là đây là tâm quả sẽ sinh tỳ thổ, tức là cái tạng tâm nhiệm vụ của nó là sinh ra tạng tỳ, tạng tỳ nhiệm vụ là sinh ra tạng kia, tạng ca, tạng phế, tạng phế nhiệm vụ sinh ra là tạng thận, tạng thận sẽ sinh ra tạng can, tạng can sinh ra tạng tâm vậy đó. Theo quy luật tương sinh giống như vậy. Rồi, và tương khắc nó cũng y chang vậy luôn ha. Tức là thí dụ như là quả thì nó sẽ khắc kim. Và đây là tâm quả khắc phế kim, phế kim khắc căn mộc khắc tỳ thổ khắc thận thủy, vân vân, thì thận thủy khắc tâm quả. Vậy liên hệ vô trong cơ thể thì nó đưa cái các quy luật của ngũ hành đi vào trong cơ thể. Và như vậy nếu mà phát sinh ra bệnh thì nó sẽ có hai cái kiểu bệnh. Một là bệnh phát triển quá mức, gọi là bất cập, xin lỗi, thái quá. Thái quá là nó hoạt động dữ hơn bình thường. Còn nếu mà hoạt động yếu hơn bình thường, ta gọi là bất cập. Bất cập là không đủ, thái quá là hơn mức bình thường. Như vậy thì
người ta sẽ dùng quy luật tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ gì đó để xem, giải thích xem là bệnh này nó có mối liên hệ với những cơ quan khác hay không. Vì thí dụ như ở tạng tâm đi nha, đầu tiên xác định bệnh ở tạng tâm thì người ta sẽ dùng cái bảng hồi nãy, cái bảng đầu tiên đó, để xem là các cái cơ quan mà liên quan tới chỗ mà hành quả đó là thuộc về tạng tâm đó có biểu hiện gì bất thường hay không. Nếu có nhiều cái cơ quan mà trong cái nhóm của hành quả mà bất thường, như vậy là quy về tạng tâm đang có vấn đề bất thường. Cái hệ của nó, nguyên một cái hệ thống của nó có bất thường. Và bất thường này người ta phải xác định là bất thường theo kiểu là thiếu thốn hay là dư thừa, tức là bất cập hay là thái quá đó. Bây giờ thí dụ như là bất cập nha, bất cập có nghĩa là nó hoạt động không tốt. Ở đây ví dụ như là hành tâm ở đây mà nó không có đủ sức để nó tống máu nuôi cơ thể, nó làm cho máu chảy không nổi, trì trệ, dẫn đến tím tái nhợt nhạt này kia đó, thì bản thân tạng tâm này bị bệnh nè, mà bệnh mà thuộc về bất cập thì người ta sẽ bồi dưỡng cho nó, nâng đỡ nó lên để nó phát triển. Tuy nhiên người ta sẽ xét xem trong các cái cơ quan khác theo qua mối quan hệ ngũ hành xem có cái gì liên hệ tới nó hay không. Có phải là do can mộc nó yếu quá, nó không có sinh được tâm quả hay không? Vì nếu mà do can mộc nó thiếu thốn mà tâm quả nó suy thì người ta sẽ bổ dưỡng thêm cái tâm mộc, cái can mộc để nó thúc đẩy cái tâm quả phát triển, tức là bổ mẹ. Đây là bổ mẹ. Rồi. Và người ta xem xét là cái tâm quả này nè, nó suy nhược quá vậy á, thì nó có nuôi dưỡng được cái tỳ thổ hay không? Nó có làm tỳ thổ suy theo hay không? Và nếu mà tìm thấy được triệu chứng của tỳ thổ nó suy, thì ngoài cái chuyện mà nâng đỡ tâm quả này lên thì người ta còn phải nâng đỡ cả con của nó nữa, là nâng đỡ tỳ thổ. Rồi, về mối quan hệ về tương khắc thì người ta sẽ xem nè, cái tâm quả này mà đang suy nè, lý do tại sao nó suy, có phải là do thận thủy này nó mạnh quá, nó khắc chế tâm quả này làm tâm quả qua hoạt động không nổi không? Nếu như mà thật sự là thận thủy này mà có những cái triệu chứng thể hiện nó đang hoạt động rất là mạnh thì người ta phải giảm bớt nó lại, là cho thuốc gì đó vô để cho hoạt động nó kém lại bớt. Và ở đây là tâm quả này nó đang suy. Tâm quả này nó đang suy này thì đáng lẽ là quả này nó khắc kim. Thì bây giờ hỏi quả nó suy quá thì kim có ai kiểm tra nó hay không và có hoạt động quá mức hay không? Thì nếu như mà kim này đang hoạt động rất là dữ dội thì ngoài cái chuyện mà người ta đang bổ dưỡng cho tâm quả này lên thì người ta phải khắc chế với cái kim này lại. Và như vậy thì xét theo cái quan hệ của ngũ hành thì đối với một cái cơ quan mà nó có bị bệnh thì xem là những cơ quan khác nó có liên hệ hay không. Nếu có thì mình phải can thiệp luôn. Bây giờ quay lại trường hợp là tâm quả này, nếu mà ta thấy nó có vấn đề bất thường theo cái kiểu mà thái quá, có nghĩa là hoạt động quá mức, cái nhịp tim nó nhanh lên rồi nó tống máu rất là dữ và nó đau thắt ở ngay vùng tim. Thì vậy hoạt động mạnh quá này có phải là do cái can này nó mạnh quá, nó làm cho tâm quả này nó thúc đẩy tâm quả này hoạt động mạnh hay không? Rồi tâm quả hoạt động mạnh quá nó có làm cho tỳ thổ này mạnh lên hay không? Vân vân. Thì mình cứ suy luận theo như vậy. Thì đó là vận dụng học thuyết âm dương để người ta nói về quá trình phát sinh và phát triển của bệnh. Cái này bắt đầu khó đó ha. Tại vì từ thì chưa cập nhật kịp. Rồi phải vận dụng vô mà âm dương, ngũ hành, rồi thủy quả nữa. Tương sinh, tương thừa, tương khắc, tương thừa, tương vũ. Và với lập luận như hồi nãy thì chúng ta sẽ dựa vào đó, chúng ta sẽ chẩn đoán điều trị thôi. Thì xem là chẩn đoán thứ nhất là hệ thống nào bị bệnh đó, thì chúng ta sẽ có tìm các triệu chứng xem là cái nhóm nào nó đang bị bệnh và bị bệnh thì theo kiểu nào, để chúng ta dùng cái mối quan hệ giữa các hành để chúng ta cân bằng lại thôi. Tức là nếu mạnh quá thì chúng ta giảm bớt, yếu quá thì chúng ta nâng đỡ nó lên. Đó là chẩn đoán và điều trị. Đây, đó là học thuyết ngũ hành. Đây, chắc là chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta sẽ đi tiếp theo cái bài khí huyết và tinh và tinh dịch. Thì đang nói về bốn cái loại vật chất để nó cấu tạo nên cơ thể con người. Thì trong giáo trình cái phần này được trình bày theo chiều dọc, có nghĩa là hết phần khí thì đến phần huyết, đến phần tinh, đến phần tinh dịch. Thì ở đây cô sẽ so sánh từng phần cho mình phân biệt. Thì đầu tiên mình nói về khái niệm, thì có một cái khái niệm chung của bốn cái vật chất này hết, thì nó là vật chất cơ bản để duy trì cơ thể sống. Duy trì cơ thể sống có nghĩa là nó đến, nó nuôi dưỡng cơ thể và nó giúp cho cơ thể nào hoạt động được. Như vậy thì có khí, có huyết, có tinh và tinh dịch thì giúp cơ thể hoạt động được. Còn nếu mà bốn cái loại này mà nó thiếu hụt thì cơ thể hoạt động sẽ yếu ớt và chậm chạp, mà không có nữa thì nó sẽ chết.
Vì khí nó là cái động lực, người ta gọi nó là động lực ha, tức là nó sẽ là cái nguồn thúc đẩy nó tạo ra cái công năng á, hoặc là nó là chức năng sinh lý và tác dụng nuôi dưỡng của vật chất. Còn huyết á thì nó sẽ là một cái chất lỏng màu đỏ nó chảy ở trong mạch máu thôi. Và thận á thì người ta gọi nó là thận tinh. Thì bởi vì nó là những cái vật chất mà tinh túy, tức nghĩa là khi mà tạo được cái vật chất gì trong cơ thể thì cái nào mà tinh túy nhất thì nó gom về nó dự trữ tại tạng thận, thì ta gọi nó là thận tinh. Thì nó gồm có tinh khí của tạng thận và tinh hoa của thức ăn, có nghĩa là mình ăn vô đồ ăn mình tạo thành chất dinh dưỡng. Cái chất dinh dưỡng này nó giúp mình hoạt động cơ thể, nhưng mà nó còn phần dư lại là nó dư thừa, cái nó đem về nó bổ sung vô trong cái tạng thận, nó nhập vô cái quỷ nằm đây, cái kho nằm đây, và trong cái kho này nó dự trữ cái chất tinh hoa. Giống như mình làm gì làm cuối cùng cái tinh hoa của mình là thu được, ví dụ như tiền hay vàng vậy đó ha, để thu về trong cơ thể. Và nếu mình cần xài gì đó thì mình lấy tinh khí thì đưa ra ngoài để mình xài. Còn thân dịch là cái chất lỏng thôi. Thì về khái niệm thì nó bốn cái chất này nó khác nhau như vậy. Còn về phân loại thì có chia loại ra đó, thì chúng ta thấy là huyết thì nó chỉ có một cái loại huyết đi trong mạch thôi. Còn các cái loại khác thì nó có thể phân ra thành nhiều cái loại nhỏ nhỏ. Thì ví dụ ở đây mình nói đầu tiên xét về tân dịch đi, thì nó là cái chất lỏng trong cơ thể, nhưng mà nó có chia ra thành phần tân với phần dịch. Nhưng mà hai phần này thì thực ra chia cũng không rõ ràng lắm. Thì tân này nó là cái dịch nó nằm ở trong cơ thể mình thôi, đó là dịch nội bào, dịch ngoại bào, nó giúp cho định hình cơ thể. Còn cái dịch này á thì nó sẽ là dịch ngoại tiết, thì chẳng hạn như mà có nước miếng rồi nước tiểu, hay là dịch ngoại, dịch não tủy, dịch vị này kia đó, thì nó thuộc về dịch, thì nó cũng là chất lỏng nhưng mà nó khác chút. Còn tinh á thì nó có hai loại, đó là tinh tiên thiên và tinh hậu thiên. Thì tinh tiên thiên này là cái tinh mà mình được nhận từ cha mẹ cho. Giống như cái gen di truyền của mình đó, cha mẹ mình đẹp thì mình đẹp, cha mẹ mình mạnh khỏe thì mình sẽ mạnh khỏe. Còn tinh hậu thiên là mình cái mà nó cung cấp sau khi mình được sinh ra. Vậy đó, khi mà được ăn uống nuôi dưỡng đầy đủ chất bổ dưỡng thì tự nhiên mình cũng khỏe mạnh. Thì hai cái này nó hỗ trợ lẫn nhau. Còn khí á, thì nó lại chia rất là nhiều loại khí. Thì cái loại chung hết trong cơ thể mình thì nó gọi là nguyên khí. Thì cái nguyên khí này nó giúp cho mình cái sức khỏe và nó sẽ biến chuyển thành nhiều loại khác. Thì trong đó là cái loại mà khi mà thức ăn nó kết hợp với khí trời mình hít vô tại phổi đó, thì ở phần ngực đó, thì nó tạo một cái loại khí gọi là tông khí. Thì cái này nó hỗ trợ cho cái sự hít thở và cái phát âm tiếng nói này kia của mình. Còn cái loại mà nó đi ra bên gần phía bên ngoài cơ thể, nó giúp mình khống chế bảo vệ cái cơ thể mình không bị bệnh bởi cái tác nhân bên ngoài, thì nó gọi là vệ khí. Cái chữ vệ khí này nó có chữ bảo vệ đây nè, vệ là bảo vệ đó, nên là đây là cái sự bảo vệ, cái sức đề kháng cơ thể. Một cái loại nữa nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và nó đi vô trong mạch để nó hóa thành huyết, người ta gọi đó là dinh khí. Và khi nó đến các cái cơ quan thì nó là khí của cơ quan, cho nên có một cái loại là khí của tạng phủ và kinh lạc. Nó chia nhiều loại như vậy. Bây giờ mỗi loại nó có nhiều chức năng khác nhau, nhưng mà gom lại về chức năng á thì mình thấy là khí, nhiệm vụ của nó đầu tiên là thúc đẩy cái sự lưu hành của huyết. Cứ nghĩa là máu thì nó sẽ chảy ở trong mạch, và chảy được là nhờ khí nó đẩy. Như vậy nếu mà không có khí là máu nó không chảy được á, nó sẽ ứ trệ lại. Mình thấy có mấy cái bệnh lý, ví dụ như là tâm khí nó bị suy thì tim nó đập không có mạnh mẽ, cho nên là nó sẽ bị biểu hiện cái bệnh là suy tim, tức là máu nó chảy đi chậm hơn. Rồi ví dụ như là bị suy giãn tĩnh mạch chi thì do cái lòng mạch nó bị giãn ra, thì nó là khí nó đẩy không mạnh nổi, cho nên máu nó sẽ ứ trệ ở một chỗ, nó lưu hành cũng kém. Thì đó là nhiệm vụ của khí, là thúc đẩy sự lưu hành của huyết. Khi mà nó đi đến cơ quan thì nó sẽ ôn dưỡng tổ chức cơ quan. Ôn có nghĩa là làm ấm nè, dưỡng có nghĩa là nuôi dưỡng, cho nên các cái nơi nào mà nhận được cái khí đó tới nó sẽ được ấm áp và sẽ được nuôi dưỡng. Còn nơi nào mà khí không tới nó sẽ bị lạnh lẽo và nó sẽ bị teo, bị không có hoạt động được, không có phát triển được. Nó đi ra bên ngoài thì nhiệm vụ của nó là kháng cự ngoại tà, thì nãy mình nói là vệ khí đó. Còn nó đến tạng phủ thì thúc đẩy hoạt động điều đặn của tạng phủ. Và tóm lại là nó có rất là nhiều chức năng. Trong khi huyết á thì chức năng chính của nó là dinh dưỡng cơ thể, tức là nó đi tới nơi nào đó nó đem chất dinh dưỡng nó nuôi cơ thể, cho nên chỗ nào có huyết tới thì phát triển, còn chỗ nào huyết không tới thì nó bị teo, bị héo. Rồi nó thêm cái tư nhuận nữa, tức là nó đem cái phần nước đi tới các nơi. Tinh thì nó là vật chất quan trọng trong quá trình phát dục, sinh trưởng và hoạt động tinh thần.
phát dục là cái sự dậy thì đó, quá trình trưởng thành để phân định ra là giới tính thì có khả năng sinh sản hay không đó, thì nó phải phụ thuộc vào cái hoạt động của tinh. Cho nên nếu mà tinh suy, tức là cái người nào mà tinh nó không đầy đủ thì quá trình phát dục nó không hoàn thiện, hoặc là không có khả năng có con, kém ham muốn về tình dục vân vân. Rồi liên quan tới sinh trưởng, tức là phát triển về thân thể con người đó, thì nếu mà tinh mà nó suy kém thì cái người này có thể là bị đèo đẹp nè, rồi còi xương nè, rồi thân thể nó sẽ khiếm khuyết, hoặc là da nó sẽ nhăn nheo vân vân. Rồi hoạt động tinh thần thì các cái hoạt động bình thường của cơ thể mà nó thực hiện được tốt thì nó sẽ làm cho tinh thần của mình được phấn chấn, được thoải mái và minh mẫn. Như vậy nếu mà tinh nó suy thì những cái hoạt động trao đổi chất nó kém đi thì hoạt động tinh thần nó sẽ kém, cho nên là sẽ trì trệ, say sẩm, rồi lơ mơ, rồi hoặc là u mê, rồi chậm chạp, lú lẫn gì đó, nên tinh thần sẽ không được mạnh mẽ. Đối với tân dịch thì tân thì tính nó tươi mát, nên cho nên nó làm cho tươi mát cơ thể, một phần nó có thể hỗ trợ cho sự dinh dưỡng. Còn dịch thì đa số nó để làm nhuận trơn, ví dụ như là dịch khớp hoặc là dịch nhau tủy. Còn ví dụ như dịch vị thì nó sẽ làm lưu thông, hoặc là nước tiểu thì nó sẽ là lưu thông từ trên thận nó xuống bàng quang để tiểu ra ngoài, bài tiết vậy luôn. Đây. Và trong bệnh lý về khí huyết tinh dịch thì chúng ta sẽ có các cái kiểu bệnh lý như đây. Khí và huyết, tinh và tân dịch, nó có các cái dạng bệnh. Thì chúng ta biết các dạng bệnh sẽ gồm có là, thứ nhất là nó thiếu hụt, thứ hai là nó không vận động được bình thường. Như vậy đối với khí á, thì khi bị thiếu hụt nó sẽ có một cái hội chứng gọi là khí hư. Và cái hội chứng khí hư, và nếu hội chứng khí hư này nó sẽ phát triển lên có thể thành một hội chứng gọi là khí hãm. Thì này trong giáo trình có ghi, cho nên tụi em sẽ đọc thêm là xem khí hãm nó là cái gì. Hoặc là khí mà không hoạt động được, nó bị ứ là một chỗ là gọi là khí trệ. Còn khí mà nó hoạt động mà không có đúng chiều bình thường của nó thì ta gọi nó là khí nghịch. Rồi chủ yếu là nó đi lên trên á, ta gọi là khí nghịch. Thì tương tự vậy, huyết nó cũng có huyết hư, huyết ứ, huyết hàn, huyết nhiệt. Tinh á thì nó chỉ có một cái bệnh cảnh thôi, đó là tinh khí bất túc, có nghĩa là nếu mà tinh thiếu thì nó sẽ là bệnh. Còn tinh dư thừa thì nó không có sao trơn á. Còn tân dịch á thì nó có hai dạng bệnh, một là nó không đủ gọi là tinh nghiệp bất túc, hai nó là nó ướt trệ lại một chỗ gọi là tân dịch đình tụ. Thì tân dịch đình tụ nó sẽ tạo nên các cái biểu hiện phù ở tại chỗ này chỗ kia. Như vậy thì nhiệm vụ của tụi em sẽ đọc trong giáo trình để xem là các triệu chứng, cái phép chữa về các rối loạn của khí huyết tân dịch trong cơ thể. Như vậy cái trong bài này cũng mô tả rất là kỹ, cho nên là chúng ta có thể phải tự về đọc và xem. Thì chúng ta thấy là triệu chứng của khí hư là gì, và nếu mà có triệu chứng đó thì phép chữa là chúng ta phải làm sao. Thì cô thí dụ nha, ý khí hư thì do khí nó không đủ cho nên nó sẽ không có phát huy được vấn đề về phát triển, về sinh trưởng này kia của con người đó, cho nên là các hoạt động nó sẽ kém đi, nó chậm chạp, lừ đừ, mệt mỏi, uể oải, rồi thở thì ngắn yếu, hụt hơi, sắc mặt thì nhợt nhạt, rồi tay chân thì có thể là hơi lạnh. Và nhớ những triệu chứng đó thì mình chẩn đoán là khí hư. Thì nếu khí hư thì chúng ta dùng phép chữa là chúng ta sẽ bổ khí. Thì các em sẽ đọc tiếp là xem là khí trệ thì sao, khí hãm thì sao, khí nghịch thì sao, và vân vân các cái hội chứng sau nữa. Thì cái này là cái về nhà tự đọc. Rồi, và cái bài tới đây là mình sẽ ngưng, chắc là lố giờ lắm rồi đó. Thì hỏi các bạn có trao đổi gì thêm hay không?